Xin chào các bạn, mình là Đoàn Óc Dung. Mình đang cầm trên tay chiếc Oppo A11. Cái này là phiên bản sang tay của thị trường Trung Quốc. Thì nó khác cái thị trường Việt Nam là bản này ở thị trường Việt Nam thì chạy chip MediaTek, còn thị trường của Trung Quốc này thì chạy chip Qualcomm. Thì máy này nguyên bản là không có tiếng Việt và không có các dịch vụ của Google Play. Thì bên mình đã vừa đi làm cho nó một bản zoom đầy đủ tiếng Việt Google Play. Bản zoom này của mình thì các bạn có thể hét reset cũng không bị mất tiếng Việt và cũng không bị mất các dịch vụ của Google Play. Bây giờ mình sẽ thử Google Play cho các bạn xem. Mình quên chưa bắt wifi. Mình chọn xem tiếng Việt của trong cài đặt trước này. Bây giờ mình sẽ bắt wifi, mình vào Google Play cho các bạn xem. Mình sẽ thử browsing mà wifi về chẳng hạn. Rồi, ok. Dinh mà ba đã cài đặt xong. Tiếp theo thì mình sẽ thử sang YouTube. Rồi, thử luôn cái video của anh Trương Vũ Kỵ ngay đầu này đi. Rồi, ok. Đồng thời bên mình đã build ra một cái bản zoom như là zoom gốc, chỉ việc chạy qua MSM Download Tool. Nếu anh em thợ nào mà cần zoom thì mua, không cần phải Việt hóa hay là fix lỗi nhiều, chỉ việc chạy qua tool là xong. Nào mà có nhu cầu mà chạy zoom tiếng Việt cho con A11 này, hay là anh em thợ mà có nhu cầu mua zoom thì liên hệ bên mình, search Đoàn Óc Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Đây là Facebook của bên mình. Xin chào các bạn.